Thưa quý vị, sáng nay 20 tháng 7 tại Hà Nội, trước giờ khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng và các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Trong không khí trang nghiêm và xúc động, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu Quốc hội đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại, người cha già của dân tộc Việt Nam. Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện các đoàn đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.